Thưa quý vị, nằm bên cạnh dòng sông Hậu Hiền Hòa, nhờ mạng lưới sông ngòi kênh rạch chằng chịt có nhiều cù lao, cồn bãi, được phù sa bồi đắp nên từ lâu, Kế Thành tỉnh Sóc Trăng rất thuận lợi phát triển cây ăn trái. Bên cạnh những loại cây trồng như là sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, vú sữa, những năm gần đây thì bưởi da xanh Kế Thành đang là loại trái cây được bà con phát triển mạnh bởi giá trị dinh dưỡng cao, hương vị thơm ngon, lại rất được giá nữa. Cũng chính bởi vậy mà những vườn bưởi bạt ngàn đang dần thay thế cho cây lúa tại đây. Vâng, tôi thì đã may mắn được thưởng thức loại bưởi này rồi, thật sự phải nói là danh bất hư truyền. Bởi vì sao? Bởi vì là trái bưởi thì rất là to, tầm độ khoảng 1,2 kg cho đến 2,5 kg một trái, và hương vị thì tất nhiên là rất là đặc biệt. Khi mà chín thì vỏ trái có màu xanh hoặc là màu vàng nhạt, vỏ thì cũng rất là mỏng, rất dễ lột. Tép bưởi thì bó chặt vào màu hồng, mùi rất là thơm, vị ngọt thanh mát và đặc biệt là không có hạt. Vâng, và với những cái hương vị như vậy thì không chỉ thị trường trong Nam mà ngoài Bắc cũng rất ưa thích loại bưởi này đấy ạ. Vâng, khi mà nghe chị Tú Anh chia sẻ xong thì chắc hẳn là nhiều bà con rất là tò mò là không biết là tại sao trái bưởi da xanh Kế Thành lại có được hương vị thơm ngon nổi trội đến như vậy. Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi khám phá những vườn bưởi trĩu quả tại xã Kế Thành, huyện Kế Sách của tỉnh Sóc Trăng trong tiểu mục Đặc sản quê nhà ngày hôm nay. Một buổi sáng trên vườn bưởi của nông dân Đặng Văn Nám, những trái bưởi da xanh đã bắt đầu chín rộ. Những năm gần đây, bưởi da xanh được coi như là nữ hoàng trái cây miền Tây Nam Bộ, là loại trái cây đứng trong top đầu có giá trị kinh tế cao. Mỗi năm, vườn bưởi da xanh của gia đình ông Nám cung ứng ra thị trường 150 tấn quả. Vào thời điểm cho trái rộ, vườn bưởi có thể đạt khoảng 200 tấn. Vườn dưới này thì nó nhiều, nó cái số lượng nó nhiều, mình đáp ứng nhu cầu đủ hàng chợ. Còn mấy cái vùng khác thì nói chung ra là vườn nó manh, nhưng mà không có vườn lớn như khu vực này. Trái nó cũng không chất lượng bằng khu vực này. Cái giá ở dưới này thì nó cao hơn những cái nơi khác là có thể là cả 5.000 đồng ký. Trái này lớn là bán hàng chợ thì nói chung ra nó ngon hơn. Còn các cái vùng khác thì cây người ta làm cái quy trình không bằng ở khu vực dưới này. Có nghĩa là cây người ta làm, ta để trái quá trời nhiều, trái nhỏ nhỏ không mà bán không có giá bằng đây. Nhờ kỹ thuật từ xử lý đến khi cho trái, bưởi da xanh Kế Thành luôn cho năng suất và chất lượng cao. Bí quyết nằm ở việc giống bưởi da xanh đã được ghép với bưởi tám quy. Vốn là giống bưởi địa phương nên rất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, bưởi da xanh Kế Thành phát triển xanh tốt. Giống bưởi này có vỏ xanh bóng, ruột hồng, vị thanh, cây cho trái to, trọng lượng trung bình từ 1,2 đến 2,5 kg một trái và đặc biệt không có hạt nên được người tiêu dùng rất ưa chuộng. Vì thế mà các hộ nông dân tại Kế Sách, Kế Thành đang dần chuyển sang trồng giống bưởi mới này. Hiện nay thì kinh tế thì rất ổn định này. Cái xã này là cái xã đa số là hồi đó trồng lúa. Nhưng mà chỉ chuyển bử thì khoảng mười mấy năm nay thôi. Đến hiện nay thì vòng vòng đây thì khoảng 60 hectare, còn cả xã thì khoảng 170 hectare. Nhờ hương vị thơm ngon và được thị trường ưa chuộng, những cây bưởi da xanh đang giúp cải thiện đời sống kinh tế cho nông dân Kế Thành. Năm nay là kế hoạch là chắc phải trên 6 tỷ, theo cái năng sức của nó đó ha. Trồng từ 5 năm tuổi lên thì ở đâu tôi không biết, chứ ở chỗ này là một công là năm nào mà thời tiết tốt mà đừng có nước mặn lên á, làm bông trái nó đạt thì một công tầm lớn như vậy là theo tôi biết là từ 6 tấn rưỡi, từ 7 tấn. Không dừng lại ở đó, hiện nay bưởi da xanh Kế Thành còn được áp dụng trồng theo mô hình an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Đây là điều kiện tiên quyết để những quả bưởi da xanh Kế Thành có chỗ đứng vững chắc trên thị trường và phát triển xa hơn. Hơn 10 năm bén duyên với cây bưởi, những trái bưởi da xanh đã giúp ông Nám vươn lên để làm giàu và trở thành tỷ phú miệt vườn. Những trái bưởi Kế Thành giờ đây thì còn được ông Nám cùng với bà con tại xã Kế Thành trồng theo mô hình sản xuất sạch, đạt tiêu chuẩn VietGAP hay là GlobalGAP, không chỉ ngon mà tất nhiên đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng. Vâng, và hy vọng rằng trong tương lai không xa thì những trái bưởi Kế Thành sẽ còn vươn xa đến những thị trường lớn và khó tính hơn, để thương hiệu bưởi da xanh Kế Thành không chỉ khẳng định được chất lượng trong nước mà còn vươn ra ngoài nước ngoài nữa. Vâng, thưa quý vị khán giả, trong tiểu mục Chuyện làng chuyện nước thì chúng ta đã nhắc đến công tác khắc phục môi trường sau mưa lũ. Giai đoạn này là giai đoạn tiềm ẩn nhiều rủi ro về vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó thì sông, hồ, ao, suối cũng đang tràn nước, vì thế mà bà con cũng cần hết sức lưu tâm tới tình trạng là đuối nước ở trẻ nhỏ. Cấp cứu cho trẻ khi bị đuối nước cũng chính là chủ đề mà Cẩm Năng Sức Khỏe ngày hôm nay muốn đề cập.
Có một điều chúng ta cần phải lưu ý rằng là việc đuối nước đối với trẻ nhỏ chứa rất nhiều những rủi ro hơn người lớn rất nhiều. Theo các chuyên gia sức khỏe thì trẻ em sức yếu nên dễ bị ngạt thở chỉ trong vòng 2 phút thôi. Và với một lượng nước như là một xô nước sẽ khiến cho trẻ em bị tử vong. Trong khi đó thì trẻ em phần lớn lại là rất là hiếu động phải không ạ? Các em thì không lường trước được những nguy hiểm rình rập khắp nơi trong mùa mưa bão. Vì thế người lớn cần nâng cao cảnh giác để bảo vệ con em mình. Và trong phần tiếp theo của chương trình thì chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị cách sơ cứu trẻ khi mà bị đuối nước. Biện pháp xử lý đuối nước tại chỗ cho trẻ. Bước 1. Nhanh chóng đưa trẻ ra khỏi mặt nước. Bạn cần đỡ đầu trẻ nhô lên mặt nước và bơi ngửa để đưa trẻ vào bờ. Đặt trẻ nằm chỗ khô ráo, thoáng khí. Bước 2. Lay gọi trẻ, kiểm tra trẻ còn thở hay không. Nếu trẻ còn thở, bạn cần nhanh chóng lau khô người trẻ, ủ ấm và đưa đến bệnh viện. Trên đường đi, hãy đặt bé ở tư thế nằm nghiêng để đàm nhớt chảy ra ngoài. Liên tục quan sát lồng ngực của trẻ. Nếu thấy bất động, cần thực hiện ngay thao tác ấn tim, hà hơi, thổi ngạt. Nếu trẻ ngưng thở, nhanh chóng ấn tim và hà hơi thổi ngạt cho trẻ. Ấn tim ngoài lồng ngực, ở nửa xương dưới ức, phối hợp với thổi ngạt theo tỷ lệ 30:2. Tức sau 30 lần ấn tim thì thực hiện 2 lần thổi ngạt. Nếu cùng lúc có 2 người cấp cứu thì thực hiện theo tỷ lệ 15:1. Lưu ý, với trẻ nhỏ, khi thổi ngạt, bạn cần phải áp miệng thật sát vào mũi và miệng trẻ. Đối với trẻ lớn, cần áp sát miệng vào miệng trẻ. Dùng tay bịt mũi trẻ để hơi thở đi vào phổi. Thổi ngạt liên tiếp 2 lần, mỗi lần khoảng 3 giây, thực hiện trong khoảng 5-10 phút. Bước 3. Đưa trẻ đi cấp cứu nếu không hiệu quả. Nếu không hiệu quả, bạn cần gọi cấp cứu 115 và tiếp tục ép tim, thổi ngạt trong khi chờ nhân viên y tế đến cấp cứu. Nếu bạn tự di chuyển bằng ô tô hay taxi, đặt trẻ lên mặt phẳng cứng, tiếp tục ép tim, thổi ngạt cho đến khi đến được cơ sở y tế gần nhất. Thưa quý vị, có nhiều hoàn cảnh có thể gây đuối nước trẻ em như là các giếng nước này, bể nước này, chum vại, chậu có miệng nhỏ, bồn tắm, những nơi mà nhiều khi chúng ta không hề nghĩ tới. Vì thế tốt nhất là cần phải rào chắn, đậy cẩn thận lại để giảm nguy cơ tiếp xúc lớn cho trẻ nhỏ. Do vậy tôi nghĩ rằng là một cái biện pháp mà hữu hiệu nhất đó là chúng ta cần phải đào tạo cho các em nhỏ biết bơi. Đây là một cái việc rất quan trọng đối với trẻ em, đặc biệt là vùng nông thôn, đúng không ạ? Và đặc biệt là đối với những người lớn như chúng ta thì cũng cần phải trông chừng trẻ, để trẻ trong phạm vi khoảng nửa mét thôi, để làm sao mà chúng ta đảm bảo là luôn nhìn thấy, luôn trông thấy trẻ, luôn nghe thấy trẻ và không để trẻ dưới 10 tuổi trông những trẻ bé hơn. Các cụ ta thì vẫn có câu rằng là phòng thì vẫn hơn chống. Nếu giảm thiểu những cái nguy cơ thì cũng là cách mà chúng ta giúp con mình an toàn hơn, đặc biệt là trong mùa mưa lũ. Thưa quý vị, vào thời điểm này hàng năm thì những ai yêu thiên nhiên Mộc Châu chắc chắn không thể bỏ qua mùa hoa cải trắng Mộc Châu bạt ngàn nơi cao nguyên núi đồi được. Khi những cơn gió lạnh bắt đầu về, cũng là lúc mà những cánh đồng cải trắng tinh khôi của Mộc Châu bắt đầu nở rộ. Hoa cải trắng được người dân nơi đây trồng phủ kín khắp những quả đồi, cả những cánh đồng từ thung lũng này tới thung lũng khác. Nhưng đẹp nhất là ở Bản Lùn, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, thung lũng Nà Ca, rừng thông Bản Áng, Bản Pa Phách. Vâng, nếu như mà Bản Lùn thu hút du khách tới bởi vẻ đẹp xanh mướt của những thảo nguyên mà trông như những thước phim điện ảnh, thì ở Bản Pa Phách được mệnh danh là thiên đường hoa cải, với những cánh đồng hoa cải trắng dài hút tầm mắt. Mỗi nơi sẽ mang một vẻ đẹp khác nhau và làm cho ai đến đây thì chắc chắn là sẽ phải dừng chân để khám phá. Vâng, và không để quý vị khán giả phải chờ đợi lâu, ngay sau đây thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi dạo chơi qua màn ảnh nhỏ và đắm chìm trong sắc trắng thơ mộng của hoa cải tại Mộc Châu trong tiểu mục Sắc màu đồng quê.
Bên cạnh việc chiêm ngưỡng vẻ đẹp và check-in tại những đồi hoa cải thì quý vị cũng có thể khám phá văn hóa của người dân tộc ở đây bằng cách là cùng với những người dân đi hái mận hay là thưởng thức món bê cháo, và đây là một món đặc sản nước tiếng của cao nguyên Mộc Châu, chắc chắn là sẽ là những trải nghiệm vô cùng hấp dẫn và khó quên. Vâng, và những hình ảnh tuyệt vời vừa rồi thì cũng đã khép lại 40 phút của chương trình Nông thôn Chuyển động ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.